Cháu ơi, hôm nay này chở cháu đi mua vịt đi. Số tiền trước cháu mua gà đấy còn dư để bà giữ đây này, cháu đi mua vịt xong thì còn thừa thì mua đồ dùng trong nhà hai bà cháu mình nhé. Vâng, thế bà ở nhà đợi cháu nhé. Vâng. Bà ở nhà nhé. Thank you.
Không như thế được rồi bà. Ơi làm cái chuồng bên cảnh bên chuồng gà kia. Vâng, bên tí làm gần chỗ đấy. Ở bên dưới đấy.
sang bên này một tí. Thank you.
cho dọn cho nó gọn gạc quét chỗ thế thì tôi dọn nốt các sơn này đi dọn cái chỗ củi này đã.